Đoan Trang Hòa Minzy được nhiều celeb u mê. Có hai nàng hậu chấp nhận đội bo lớn, liên tục khiến hội chị em phải phát cuồng vì quá đáng yêu. Đừng ngắm rồi. Đừng ngắm rồi. Tại sao con đang lấy đồ ăn cho con mà. Bé Bo, con trai Hòa Minzy, liên tục khiến hội chị em phải phát cuồng vì quá đáng yêu. Trong đó, Á hậu Phương Nhi và Hoa hậu Thùy Tiên đã sớm bày tỏ sự u mê, thậm chí nói vui rằng bản thân chấp nhận đội bo lớn. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Á hậu Phương Nhi thu hút nhiều sự chú ý khi đăng tải story có sự xuất hiện của bé Bo, con trai Hòa Minzy. Nhìn vào khung cảnh, cộng đồng mạng có thể dễ dàng nhận ra họ đang ngồi cùng bàn ăn. Thế nhưng đáng chú ý nhất chính là dòng chú thích đính kèm của nàng hậu. Theo đó, Phương Nhi hết lời ngợi khen con trai Hòa Minzy, còn công khai đòi chờ đợi chàng trai này khiến dần tình được fan dậy sống. Chia sẻ lại story của Á hậu Phương Nhi, nữ ca sĩ tiết lộ nàng hậu xinh đẹp chính là người bạn đồng hành cùng hai mẹ con cô trong đêm Giáng sinh. Song trước câu bỏ ngỏ của Phương Nhi rằng sẽ chờ đợi bé Bo, Hòa Minzy dí dỏm đáp: "Cháu nó gọi cô Nhi rồi thì thôi, em nhỉ, ha ha ha." Trước Á hậu Phương Nhi, Hoa hậu Thùy Tiên cũng công khai bày tỏ tình cảm với bé Bo. Cụ thể, trong lần đầu tham gia cùng chương trình với Hòa Minzy, nàng hậu cho biết bản thân cực kỳ hâm mộ con trai đàn chị, thậm chí cô còn không ngần ngại chia sẻ mong muốn được làm con dâu của giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp. Miss Grand International 2021 từng thổ lộ rằng: "Lần đầu tiên em gặp chị, từ tận đáy lòng của em hâm mộ con trai chị kinh khủng khiếp luôn. Em nói thiệt, nếu mà có cơ hội nào mà chị cho phép con trai chị lái máy bay, chị hay nghĩ đến em đầu tiên. Em nói thiệt, em đợi được luôn, em mê lắm." Tuy nhiên, bé Bo còn rất nhỏ, điều đó đồng nghĩa với việc nàng hậu sẽ phải chờ đợi đến 15 năm sau. Ngay sau khi buổi ghi hình kết thúc, Thùy Tiên có dịp gặp trực tiếp con trai Hòa Minzy, không thể ngồi yên trước sức hút đáng yêu của bé Bo. Nàng hậu nhanh chóng tiến lại phía cậu bé và liên tục xin được thơm má, thậm chí cô còn công khai gọi nữ ca sĩ là mẹ chồng trước ống kính. Chứng kiến các nàng hậu liên tục lọt hố bé Bo, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú. Song điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi khó ai có thể cưỡng lại được sức hút đáng yêu của con trai Hòa Minzy. Hội celeb u mê bé Bo còn có Đức Phúc, Edric vốn là những người em rất thân của nữ ca sĩ. Được biết bé Bo sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen lấy khiến ai nhìn cũng muốn cường nựng. Càng lớn cậu nhóc càng trổ mã điển trai và được mẹ chăm chút về gu thời trang. Bên cạnh đó, Bo Thúi còn nổi tiếng là cậu bé thông minh, sáng dạ, cực kỳ tình cảm và ngoan ngoãn. Cũng chính vì vậy, con trai Hòa Minzy sớm sở hữu cho mình lượng fan khủng, chẳng hề kém cạnh người mẹ nổi tiếng. Sau đó, cậu bé tiếp tục mời bà và mẹ ăn, hành động từ tốn chậm rãi, không vội vàng của bé Bo. Dù đã thấy đồ ăn trước mặt được cư dân mạng khen ngợi hết lời, khán giả có thể thấy Hòa Minzy luôn dạy con từ những điều nhỏ nhặt, bình dị nhất, nhưng đó cũng chính là nền tảng cơ bản giúp bé trở thành người hiểu chuyện, tử tế về sau. Đặc biệt, việc cô nàng vẫn để con trai theo đạo của bố hậu chia tay khiến đông đảo người hâm mộ đều phải nể phục. Cộng đồng mạng cho rằng đây là cách hành xử cực kỳ văn minh mà không phải cặp đôi nào chưa làm vợ chồng sau chia tay cũng có thể làm được. Bé Bo là một trong những nhóc tỳ Vbiz sở hữu lượng fan đông đảo không kém cạnh mẹ Hòa Minzy. Từ nhỏ, bé đã nổi tiếng hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn và lễ phép nhờ cách dạy con khéo léo của mẹ Hòa. Giọng ca trời bỏ khiến người hâm mộ tan chảy khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc Bo Thúi đi học về. Chỉ với đoạn trò chuyện ngắn, có thể thấy rằng cậu nhóc rất nghe lời mẹ, gọi dạ bảo vân, ngoan ngoãn dễ thương hết vần. Trong đoạn video, Bo Thúi vừa bước ra cửa lớp đã khoanh tay chào mẹ và lễ phép nhờ mẹ cầm giúp chiếc ba lô. Khi được mẹ nhắc khéo chào cô giáo, bé Bo liền nhanh nhẹn: "Con chào các cô chú, con về ạ." Vừa dắt tay mẹ Hòa, cậu nhóc vừa chào hỏi bác bảo vệ và mọi người xung quanh với giọng điệu ấm áp ngoan ngoãn khiến ai nghe cũng phải lụi tim. Bên cạnh sự đáng yêu của bé Bo, người hâm mộ còn khen ngợi không ngớt cách trò chuyện nhẹ nhàng tinh tế của Hòa Minzy. Dẫu theo hành trình khôn lớn của bé Bo, khó ai lại không có cảm tình với cậu bé. Bảo sao Hoa hậu Thùy Tiên và Á hậu Phương Nhi lại tỏ ra u mê đến thế? Trong tương lai, con trai Hòa Minzy chắc hẳn còn khiến nhiều người phải lọt hố hơn nữa bởi sự đáng yêu thông minh của mình.